나 먼저 갈게. Now, chúng ta hãy cùng khám phá biểu hiện tiếng Hàn thông dụng đầu tiên nhé. 고맙다, 나 먼저 갈게. 아, 고맙다 nghĩa là cảm ơn. 나 tức là ngôi thứ nhất, tôi, tớ, mình. 먼저 là trước, và 가다, 가다 là đi. Vậy thì câu này mang nghĩa, ừ, cảm ơn cậu nhé, tớ đi trước đây. Nhưng mà tại sao lại là 갈게? Thì chúng mình cùng nhau tìm hiểu ngữ pháp nhé. Khi mà động từ cộng với ư, liên kê mang nghĩa là sẽ làm gì trong tương lai gần trong một thời gian ngắn. Ví dụ như là động từ 가다 thì sẽ thành 갈게요. Nhưng mà trong văn nói thân mật, 반말, trong những mối quan hệ cực kỳ gần gũi, ví dụ như là bạn học cùng lớp, anh chị em trong gia đình, người trên với người dưới khi mà đã gần gũi với nhau rồi, thì mình có thể bỏ 요 đi thành 갈게. 먹다, 먹다 có nghĩa là ăn. Nhưng mà mình nhìn ở động từ 먹다 thì có 받침, thế nên là mình sẽ phải thêm 을게 thành 먹을게요. Và tương tự mình cũng có thể bỏ 요 đi trong trường hợp cách nói thân mật, phải không nào? 마시다 tức là uống. 마시다 không có 받침, vì vậy mình sẽ đổi thành 마실게요. Và cuối cùng động từ 하다 làm. 하다 không có 받침, vì vậy mình sẽ đổi thành 할게요. Rất đơn giản phải không nào? Vậy thì bây giờ chúng mình cùng xem đoạn phim tiếp theo nhé. 생일과 중학교 입학 기념으로 주는 거. 네 선물이라고. 선물? 왜? 싫어? 그럼 다시 나 주던가. 아니, 누가 싫대? 고맙다. 나 먼저 갈게. 고맙다. 나 먼저 갈게.